Hôm nay tôi muốn lên đường này thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng Việt Nam Cộng sản tại Hòa Lan. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đáp lời mời gọi tình hình chung thương yêu đến đây để cùng lắng nghe và chia sẻ tâm tình cùng với đức cha Michael và Đức Phật về thảm họa Formosa và thiên tai lũ lụt nhân tai tại miền Trung. Tôi xin thông qua chương trình của ngày hôm nay. Chúng ta đến sự sống muôn đời.
các tín hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân và cho giáo hội được ân ngoan đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Sứ mạng loan báo tin mừng là sứ mạng không thể thay thế.
Hôm nay mừng lễ Thánh Francisco Xavier, chúng ta sẽ thấy rằng thánh nhân là những nhà trí thức giàu sang phú quý bỏ đô hộ Paris để tới miền Ấn Độ, tới Trung Hoa và muốn tới Việt Nam để loan báo tin mừng. Và nếu chúng ta đọc lại những cái thư của Ngài, chúng ta sẽ không cầm được nước mắt. Ngài nói như thế này: hỡi các nhà khoa bảng ở Paris, những người giỏi giang tài ba, bằng cấp đầy mình, hãy nhớ rằng ở những miền cận đông như thế này, biết bao nhiêu ngàn người thèm nghe lời Thiên Chúa, nhưng không có người rao giảng. Các ngài hãy từ bỏ mà đến đây rao giảng cho những người nam cũng như nữ, trẻ em, đến mức độ mà thèm khát nghe lời Chúa, đến mức độ mà Francisco không có giờ ăn, giờ ngủ. Và một khi chưa dạy cho con em cận đông được một lời kinh thì nó không tha cho Ngài. Vâng, thưa anh chị em, khắp mọi nơi đều có những con người khao khát tìm kiếm Chúa. Mừng lễ Thánh Francisco hôm nay là một dịp để nhắc nhở cho chúng ta, chính anh chị em cũng vậy. Anh chị em vì ghế sinh nhai, vì muốn tìm tự do sống đạo, anh chị em đã phải chạy ra khỏi nước, nhưng bên trong đó vẫn là hình ảnh mà Chúa sai anh chị em tới cái miền đất xa lạ này với tư cách là nhà thừa sai, nhà truyền giáo. Trong tâm muốn đầu tay của Đức Francisco, niềm vui vì mừng Ngài lập đi lập lại mấy trăm lần cái từ này: người môn đệ thừa sai. Anh em tất cả mọi người, mỗi người đã cúi đầu nhận lòng nước thánh này phải là nhà thừa sai, phải là nhà truyền giáo, phải là người môn đệ thừa sai của Chúa. Xin Thánh Thần giúp chúng ta ý thức điều này để qua đời sống cầu nguyện, qua đời sống gương mẫu và hơn thế nữa qua đời sống giảng dạy, giúp cho tất cả những anh chị em khác mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống đều biết nhận rằng Thiên Chúa duy nhất là Cha và đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô, đầu của nhiệm thể Đức Kitô là tất cả mọi người chúng ta. Chính Thánh Thần mới giúp chúng ta. Thánh Thần như trong bài đọc một hôm nay đã nói tới, và Thánh Thần cũng như bài tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, chính Thánh Thần đó sẽ biến đổi chúng ta, canh tân đời sống chúng ta trở thành những hình ảnh sống động của Chúa Kitô. Mẹ của Thánh Thần khôn ngoan dạy chúng ta: lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy đến, xin hãy đến canh tân bộ mặt thế giới và lòng trí mỗi người chúng ta để trở thành những nhà môn đệ thừa sai của Chúa mọi nơi, mọi lúc, dưới mọi hình thức. Amen. Anh chị em thân mến, trong tâm tình của những người con cái của Thiên Chúa, trong ngày lễ mừng Thánh Francisco hôm nay, hồi mang sư truyền giáo, chúng ta dâng lên mùa mong đợi Chúa đến, mùa trông chờ hồng ân cứu độ. Lạy Chúa, hôm nay đoàn con cái thăm Việt Nam chúng con không phân biệt tôn giáo, cùng nhau xứng họ nơi đây với tấm lòng thiêng cung, với tâm tình mong chờ Chúa đến. Chúng
con cùng dân lời phán thiết nguyện xin Chúa. Xin Chúa ban trả đầy ơn lành hồn xác cho đức cha Mikael cùng vị cộng sự của Ngài. Ngài đã không quản đường xa xa xôi, tuổi cao sức yếu, vượt ngàn dặm đến đây để cùng hiệp nhân thánh lễ với cộng đoàn chúng con. Xin Chúa cũng ban nhiều ơn lành hồn xác cho các cha đồng tế cùng tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Xin cho chúng con luôn biết sống can đảm, kiên cường, biết quên mình vì mọi người chung quanh, để chúng con luôn xứng đáng là con cái Chúa, con cháu các thánh tử đạo Việt Nam, con cháu của các tiền nhân anh hùng dân tộc. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn phù trợ, hướng dẫn thánh cha Francisco, các mục tử trong hội thánh, đặc biệt cho các mục tử trong giáo hội Việt Mẹ Việt Nam chúng con, cùng tất cả các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo, các tổ chức, các cộng đoàn. Xin Chúa cũng ban ơn gìn giữ, độ trì cho những người đang đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trên quê hương chúng con, những người dân oan đang đấu tranh đòi quyền sống, quyền làm người của mình, những người đang bị đàn áp, bắt bớ, giam cầm. Xin ban ơn nâng đỡ, bồi an, cho họ thêm lòng can đảm, kiên cường, để tất cả con dân Việt Nam chúng con với niềm tin yêu và hy vọng cùng chung tay tranh đấu, bảo vệ và xây dựng một quê hương Việt Nam độc lập, dân chủ, thanh bình, mang lại tự do, hạnh phúc cho người dân. Chúng con cầu xin Chúa. Điều trọng đại mà chúng con cần khoảng cầu xin Chúa hôm nay là xin Chúa hãy ra tay cứu vớt quê hương chúng con, dân tộc chúng con. Chúa đã ban cho chúng con lòng can đảm, sự nhiệt thành để chiến đấu bảo vệ, gìn giữ quê hương. Nhưng nếu không có bàn tay quan phòng của Chúa, chúng con chẳng thể cậy vào sức riêng mình. Chúa đã biết đất nước chúng con sắp rơi vào tay quân thù xâm lược, đảo thì đã mất dần, biển thì sắp chết, và cá thì đã hết, đến không khí cũng chẳng còn trong lành. Tiếng than khóc của lương dân chắc cũng đã vô tận trời xanh. Mới đây, người dân còn bị nước lũ cuốn trôi, khiến nhiều người mất nhà, mất cửa, mất cả người thân. Chúng con biết trông cậy vào ai ngoài quyền năng của Chúa? Xin Chúa đừng bỏ chúng con, xin hãy ra tay cứu vớt chúng con. Lạy Mẹ Tha Vang, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bầu ơi thương lấy vi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Xin Chúa chúng con, những người con dân Việt Nam tha hương ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn biết hướng lòng về quê hương thân yêu với tinh thần lá lành đùm lá rách, bằng việc làm và bằng lời cầu nguyện, bằng tất cả những khả năng hiện có của chúng con, từ tinh thần đến vật chất, để giúp đỡ, an ủi, chia sẻ với anh em đồng bào một tỉnh nơi quê nhà, hầu xoa dịu phần nào nỗi khổ đau mà anh em mình đang phải gánh chịu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chính Chúa là Cha rộng lòng thương xót, chúng con cảm tạ vì muôn ơn lành Cha đã ban cho chúng con và qua chúng con cho hết mọi người chúng con gặp gỡ trong cuộc sống. Xin Cha đổ tràn thánh thần của Cha để chính thánh thần soi dẫn dắt cho chúng con biết đi đứng xứng đáng như con cái của Cha, để chúng con thường luôn luôn thể hiện những người môn đệ thừa sai của Cha. Chúng con
còn biết làm tất cả những gì